hiểu nổi luôn. Mình đi theo một hướng La Bàn mà nó chỉ mình đi đâu luôn. Cái rạch nghĩa đi vô rồi. Chết thiệt chứ. Từ đây nghĩa không biết đồ vô giường nào luôn nè. Đây có người ngã, đây ngã. Xin chào cả nhà. Hôm nay một mình Nghĩa sẽ trở lại rừng Đước để bắt dợp nha cả nhà. Hôm trước đi có trai với chú đi không có nổi á, cho nên bắt không có được nhiều cả nha. Hôm nay một mình Nghĩa sẽ đi cho mình đi xế xế luôn rồi mình về cả nhà. Bắt khi nào đầy cái túi này nè mình về. Bữa nay là quyết tâm nha. Thôi Nghĩa có đem theo chai nước uống thôi. Giờ mình đi thẳng vô trong này nè cả nhà. Mình tranh thủ mấy ngày nước kém này mình mới bắt được cái nha. Thì nước kém thì nước nó mới lên đây nha, nó khô. Còn mà nước rong vô cái nó ngập lên cái nó nhão lại. Con dợp nó sẽ vùi sâu hết. Mình vô tới cái điểm đây nè, mình bắt đầu mình tìm ở dưới đất cả nha. Trong đây nói chung chỗ nào cũng như chỗ nấy à, nó giống nhau hết trơn á. Mình đi nó là bạc ngàn luôn á. Khu này rộng dữ lắm. Nghĩ phát hiện một con này nè, nó nằm này cả nha, rất là dễ thấy nha. Cái dợp này là nó lồi cao vậy đó cả nha. Mùa này giống như nó muốn leo lên luôn á. Thế chừng mà có mưa thì nghĩ chắc nó lên nó uống nước á. Hôm nay ở đây chưa có mưa cả nhà. À đây con nữa kìa. Ai, đang leo xuống đây. Ai. Đây một con nữa nè. Hai bé. Này nghĩ thấy nó khô hơn hồi bữa trước. Nhưng mà nắng gắt chừng 2-3 ngày là ở đây nó khô queo à. À đây con nữa nè cả nhà. Rồi nó nằm. Nó nằm bị lá là cây đồ che lại. Cái bữa đầu Nghĩa đi bắt chợp con nào con nấy hả? Chà bá luôn á. Cái đợt sau này bắt dợp không bằng. Cái con này không biết con bự không nè. Thấy nằm đó là một gốc không nè. À, cũng được. Dợp này nó mập lắm cái nha. Tròn vo. Nãy ba con đầu rồi đi kiếm thấy dễ dễ nè. Tới con thứ tư này kiếm từ nãy giờ không thấy. Hơi bị chua nha. Đây có một con nó leo lên quá trời cao nữa nè. Chà con này bự nè. Đã rồi cả nhà. Lắm lắm rồi. Có nước mà. Dợp này nước dữ lắm. Nó lắc nghe áo quách luôn. Nó hút nước nó trữ ở trong cái người nó ở trong. Cái con này nó núp kỹ ghê luôn cái nha. Coi nè. Nhìn bên đây qua mới thấy nha, nhìn bên kia qua là không thấy nó.
trốn kỹ, xui cũng bị dính à. Đây đang con nữa nè, nằm giữa đường luôn nè. Rồi ngay dấu chân đi luôn nè cả nhà, gì mà không thấy. Chà, con này bự, con này bự hơn con này nhiều luôn. Cứ chỗ nào có là mình nhìn kỹ kỹ vòng vòng á. Chỗ này có dấu chân bữa trước nữa, tôi bắt có đi qua đây rồi. Con này nó ló nửa con nữa nè, nhìn trên xuống là thấy liền luôn cả nhà. Rồi qua đã một con gì thì chắc khoảng 150 gram. Thì dợp này nó không có bự như mấy cái con hồi lúc bữa đầu nghĩa đi, có con 3 lạng 3 lạng rưỡi luôn, 2 lạng rưỡi 3 lạng. Ngay ngay gốc đây một con nữa nè, nó làm cái lỗ đá đó. À bên kia con nằm trên luôn kìa. Chỗ nào mà có cái nó hay tụ tập lắm. Leo lên trên luôn cả nha. Ồ vô nó bự. Đá ghê thiệt. Phái bắt vật này là gì nè. Bự bự nè. Mồi lên sướng cái tay. Đây có gió nữa nè cả nhà nè. Gớp gió thành bão. Trời ơi, thấy nó lú lên miếng rồi, nó bự ghê không. Mấy cái con nhiều khi thấy ló nửa con luôn mà, môi lên nhỏ xíu. Trời tự nhiên không tắt nắng tối thui luôn cả nhà, muốn mưa hay sao á. Hôm nay ở chỗ nghĩa không có cây mưa nào ra hồn hết chứ, toàn là mưa lâm râm. Đang trong trong cơn mưa lớn nè, trong động đáy chưa thấy. Đây con nữa nè cả nhà, đi từ nãy giờ luôn mới được có nhiêu đây à, biết chừng nào mới được đầy túi đây. Đó, nắng lên rồi đó, nắng lên cái sáng đó. Sáng trưng lên nhìn mới dễ thấy. Trong đây mà tối cái mắt mình tối thui luôn. Đây 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 rồi, hai con chỗ luôn. Đây con đó nha, đây con, hai con một chỗ, double kill. Đây con bự nữa nè cả nhà, con này chắc chắn là bự rồi, ló là muốn hết con luôn.
đây con nữa nè, đây nữa nè, bên kia nữa kìa, vô ổ cả nhà ơi. Đó, cứ gặp liên tục như vậy là sớm muộn cũng đầy túi thôi. Đây con nằm châm rắm luôn. Này nghe nè. Ồ, trời ơi, chà bá luôn. Quá đã. Nãy giờ qua bên đây bắt cũng khá cả nhà. Trời, dính kẹt luôn rồi. Nãy giờ qua bên đây có lý á nha. Bắt lại ra ra có hoài. Tiếp tục có gió nữa nè. À, nó nằm nè. Đó. Bữa nay mình sẽ bảo một chuyến. Thấy nó rồi. Nằm lên trên luôn. Con dợp này nó nằm cũng khôn lắm nha. Nó lựa gần gần mấy cái gốc rước nó nằm không, chứ nó không có nằm ở ngoài nhiều nha. Này gì đây? Nè. Nó chui vô gốc rước luôn nè. Đây dợp nhiều mà có điều đó không được bự, chung cỡ này ăn ngon á. Này hàng khủng nè cả nhà ơi, có năm nè, hàng khủng nè, đó tha chưa, lâu lâu kiếm con gì đó mới đã. Ngồi nghỉ mà tốn miếng nước cả nhà này. Lội nãy giờ quá trời lâu rồi. Chưa được nửa tụng nữa. Không biết chừng nào mới được tụng đây. Chắc tới chiều luôn quá. Muốn uống hết chai lắm mà sợ hết. Mấy anh đây bắt nãy giờ lai rai cũng bộn nè. Mà giờ phóng bự cả nha. Nè, giòn giòn gì. Coi chỗ nằm 3-4 con luôn. Đây nữa nè. Cái chỗ này hổng đó nè. Bây giờ nó rút nước xuống. Đây con nè. Cỡ thôi. 4 con luôn. Ủa bên đây quá trời luôn cả nhà ơi. Tôi đi một chút là 1-2 con, đi một chút 1-2 con. Nó nằm đều luôn. À, đây con chà bá nằm trên kìa cả nhà, thấy không? Đó con nữa kìa. Cái túi này giờ nó nặng quá rồi. Đừng con này trước đây. Đây. Đứng đây quay vòng vòng cái thấy nữa giờ nè.
con này sống hay chết đi. Ồ sống cả nhà. Tưởng cái vỏ chứ. Nó khô nước nó leo lên trên. Hồi nãy giờ Nghĩa mê bắt dợp nè cả nhà. Nghĩa lo đi 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 hoài cái bây giờ bị lạc đường luôn rồi. Nghĩa có đem theo cái la bàn mà không hiểu sao Nghĩa đi theo một hướng của nó. Mà bây giờ đi không thấy đường ra cả nhà. Giờ Nghĩa cứ đi theo cái khe đây nè. Chứ nhìn theo mặt trời mình đi ra thôi chứ không biết hướng ra luôn. Đi nãy giờ chắc cỡ 2 tiếng hồ á. Lội nãy giờ quảng luôn cả nhà. Xanh mặt luôn. Không biết đường ra luôn. Giờ chỉ đi theo cái rạch này rồi ra xong mình tính tiếp cả nhà. Không hiểu nổi luôn. Mình đi theo một hướng la bàn mà nó chỉ mình đi đâu luôn. Này không biết nước đang lớn hay đang ròng nữa đây. Chắc nước ròng nữa. Cái vấn đề bữa nay là mình không có biết là nước lớn hay nước ròng đây nè. Rồi mình đi giết gần với đường lộ luôn cả nhà ơi. Chết rồi. Đi chỗ lên giường xây luôn rồi. Giờ không biết đường nào để đi về đấy. Cứ đi theo hướng mặt trời lặn thôi, không đi theo cái rạch nữa. Chết tôi rồi. Nghĩa lại một hồi thì chỗ ra cái rạch này nè cả nhà. Không biết đúng cái rạch mình đi vô không nữa. Tại Nghĩa ít có lên đây lắm cho nên không có để ý cả nhà. Rồi như qua một hai cái cua nữa mới biết được. Tao nhìn ở ngoài đây nó lạ lắm. Tại như bỏ tụng dợp ngoài kia luôn rồi. Nay nước lẫn không biết nước lớn hay nước ròng. Cái rạch này không đúng với cái rạch Nghĩa đi vô rồi. Chết thiệt chứ. Nghĩa đi chỗ ra cái rạch nào lão quắc luôn. Giờ chắc chỉ có nước đi ra sông thôi. Rồi mình kiếm ai đó giúp đỡ thôi nha. Cái này như là hướng vô. Lội hoài không thấy ra sông cả nhà ơi. Biết nó dẫn đi đâu nữa. Thú rồi có ai nghe không vô cứu mình. Giác theo cái này nữa. Là Nghĩa muốn giục nó luôn á.
từ đây Nghĩa không biết đường đi đường nào luôn nè. Đây có một ngã, đây ngã nè. Cái cái đường này đó. Ở đây có mấy chiếc ghe luôn. Hình như coi có ai không. Trời ơi, lỗi chỗ tới với cái rạch. Cái rạch mò cá ngát. Má ơi. Con chó không em? Trời ơi, nghĩa là chỗ chỉ gà na luôn. Mày ghé đá người ta về người ta đậu đây. Không biết có ai trên đó không? Kêu hoài không có ai trả lời hết. Chú ơi! Mừng quá. Dạ con cảm ơn nha chú. Dạ có gì bữa nào cũng ghé chơi. Về được tới nhà nghe người nó khỏe dễ sợ luôn cả nhà. Thoát nạn rồi. Quá đuối. Không ngờ là mình có ngày hôm nay. Không hiểu sao mà đi chỗ qua tới bên đó được luôn á cả nhà. Kiểu giống như mà Nghĩa đi từ bè Nghĩa mà đi lên tới mấy cái bè trên đó vậy đó, đi xa cỡ gì. Đi cả 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng hồ. Thì lúc Nghĩa đi lên gần, nghe cái tiếng xe trên đường lộ chạy là Nghĩa thấy là bị sai đường rồi. Nghĩa mới quanh ngược lại. Quanh ngược lại cũng không đúng đường mà chỗ ra bên kia luôn. Bữa nay thu hoạch cũng khá cả nhà. Tủi luôn. Lò mề mề bắt cái đi thẳng qua bên kia luôn. Như này chứ cũng cả 8-8 kg à. Nghĩa ôm nghĩa lội với nước giờ nó sạch bon luôn rồi nè. Khỏi con rửa luôn. Hiện mới giờ bự bự đã rồi. Một rổ luôn. Dẹp này ăn ngon cả nha. Một tay nghĩa sách không lên nổi vậy. Chắc có 7 kg rưỡi rồi cả nhà. Chữ rổ này nó còn 7 kg rưỡi không. Chở không nổi luôn. Cái lúc mà Nghĩa đi lạc á, có một cái chỗ đó quá trời dọp luôn. Nghĩa không có thấy dấu dò ai bắt hết trơn á. Mà mình không có nhớ cái chỗ cái điểm đó được. Lúc mà bị lạc á, Nghĩa đi ngang đó lụm được mấy con. Nghĩa thấy vỏ đồ quá trời luôn. Phải biết cái đường đi tới đó mình vô đó mình bắt nhiều.
nó vừa mệt mà vừa khát nước, vừa đói nữa nha. Ngâm nãy giờ giò cắn nó nở hết trơn, giờ như tắm giữa nghỉ cả nhà, đuối quá. Trên đây Nghĩa xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.